hôm nay mình giọng mình không được tốt cho lắm thì các bạn cố gắng chú ý nghe và theo dõi giúp mình nha. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là kỳ quan thế giới cổ đại. Nói đến kỳ quan thế giới thì rất nhiều trong chúng ta đều biết đến một số các địa danh rất nổi tiếng, đó là Vạn Lý Trường Thành, đấu trường La Mã ở Rome, Italia. Nhưng có sự khác nhau giữa kỳ quan thế giới cổ đại, kỳ quan thế giới mới và còn khác nhau hơn nữa đó là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn đó là kỳ quan thế giới cổ đại. Còn các kỳ quan thế giới mới, kỳ quan thiên nhiên thế giới thì mình sẽ chia sẻ ở các video tiếp theo. Rồi, vào chủ đề chính ngày hôm nay là kỳ quan thế giới cổ đại. Thì nói đến kỳ quan thế giới cổ đại là một danh sách được liệt kê các công trình kiến trúc và điêu khắc thời cổ đại, danh sách do nhà Hy Lạp Antipater lập ra vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Dựa trên tầm nhìn của người Hy Lạp thời ấy, chỉ gồm các kỳ quan Địa Trung Hải mà họ cho là vĩ đại và thể hiện nền văn minh nhân loại. Nhà sử học Harry Dodos, sinh năm 484, mất năm 425 trước công nguyên, và học giả Callimachus, sinh năm 305, mất năm 240 trước công nguyên, đã biên soạn danh sách 7 kỳ quan thế giới đầu tiên tại bảo tàng Alexandria. Và cho đến ngày hôm nay, số phận tồn tại của 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới thì chỉ còn một kỳ quan là tồn tại nguyên vẹn, hai kỳ quan là tồn tại dưới dạng phế tích và bốn kỳ quan là hoàn toàn không tồn tại. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu và mình sẽ chia sẻ 7 kỳ quan, khái quát về 7 kỳ quan thế giới cổ đại như thế nào. Các bạn cùng theo dõi nhé. Thứ nhất, nói đến kỳ quan thế giới cổ đại thì chúng ta phải nhắc đến đầu tiên đó là Đại Kim Tự Tháp Giza. Đại Kim Tự Tháp Giza là kim tự tháp Ai Cập lớn nhất và lăng mộ của vương triều thứ tư Pharaoh Khufu. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 26 trước công nguyên, trong khoảng thời gian là 27 năm. Đây là kim tự tháp lâu đời nhất còn nằm trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại và là kim tự tháp duy nhất với phần lớn còn nguyên vẹn. Ban đầu với chiều cao 146,6 m, Đại Kim Tự Tháp là cấu trúc nhân tạo cao nhất thế giới trong vòng 3.800 năm. Theo thời gian, hầu hết lớp vỏ đá vôi trắng mịn đã bị loại bỏ. Điều này đã hạ thấp chiều cao của Kim Tự Tháp xuống hiện nay và còn 138,5 m. Đại Kim Tự Tháp được xây dựng bằng các khối lượng đá ước tính vào khoảng 2,3 triệu khối lớn và tổng trọng lượng là 6 triệu tấn. Tiếp theo trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại đó là Vườn Treo Babylon. Vườn Treo Babylon là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại được nhắc đến trong văn hóa Hy Lạp cổ xưa. Nó được ca ngợi là một thành tựu nổi bật về kỹ thuật xây dựng và với một chuỗi vườn bậc thang có đủ các loại cây, từ cây bụi, cây leo đa dạng, tạo nên một ngọn núi xanh lớn được đắp bởi các gạch bùn. Vườn treo được cho là để xây dựng tại thành phố cổ đại Babylon thuộc đất nước Iraq ngày nay. Theo một truyền thuyết thì vườn treo nằm kế bên một cung điện rất lớn được biết đến với cái tên là kỳ quan của nhân loại, được xây dựng bởi Nebuchadnezzar II thời tân Babylon. Ông trị vì vào năm 605 đến năm 562 trước công nguyên. Vườn treo này ông làm để dành tặng cho người vợ của mình là Amethyst, người Media, để làm bà khuây khỏa nỗi nhớ quê hương nơi vốn có những ngọn đồi và thung lũng xanh tươi. Vườn treo là công trình duy nhất trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại mà vị trí cho đến ngày nay vẫn chưa được xác định một cách chính xác. Kỳ quan thế giới cổ đại thứ ba mà mình muốn giới thiệu đó là tượng thần Zeus ở Olympia. Tượng thần Zeus ở Olympia Hy Lạp là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Bức tượng do nhà điêu khắc cổ đại nổi tiếng Phidias tiến hành. Bức tượng ngồi trên toàn bộ chiều rộng gian đèn chiếu tượng cao 12 mét, đặt trên đế làm bằng đá cẩm thạch cao 1 mét. Tượng Zeus được làm từ ngà voi và được phủ bằng các tấm vải, vì thế gọi là ngà giáp vàng, và ngồi trên một ngai gỗ tuyết tùng
khảm ngà, màu vàng và các loại đá quý rất lộng lẫy chạm khắc những trận đấu kinh điển ở Olympia. Tiếp đến kỳ quan thế giới thứ tư mà mình muốn giới thiệu đó là đền Artemis. Nữ thần săn bắn Artemis là con của thần Zeus và thần Leto, em của thần ánh sáng Thica Abalone, được hình dung là một trinh nữ trong tay cầm cung tên. Đền được xây dựng bắt đầu vào năm 550 trước công nguyên ở Thổ Nhĩ Kỳ, trải qua quá trình xây dựng lại và mở rộng qua nhiều thời kỳ. Lần cuối là năm 430 trước công nguyên sau 120 năm. Năm 356 trước công nguyên, ngôi đền bị lửa thiêu hủy vào đêm Alexander Đại Đế chào đời. Một ngôi đền tương tự được xây dựng lại trên nền ngôi đền cũ. Năm 262, người Gốc đã đốt ngôi đền lần thứ hai và chỉ phần nền và một số phần khác của ngôi đền thứ hai còn tồn tại cho đến ngày nay. Ok. Và kỳ quan thứ năm mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay đó là lăng mộ Mausolus. Lăng mộ Mausolus hay là lăng mộ Halicarnassus là một lăng mộ được xây dựng trong giai đoạn 353 trước công nguyên đến 350 trước công nguyên tại Halicarnassus, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Lăng mộ dành cho Mausolus, vị vương hầu một tỉnh thời đế chế Ba Tư, và Artemisia, vợ và chị gái của ông. Công trình cao gần 45 mét. Lăng mộ được dựng lên trên một quả đồi nhìn xuống thành phố. Toàn bộ cấu trúc nằm trong một sân kín. Ở giữa sân là một bục đá, lăng mộ được xây trên bục đá này. Và kỳ quan thứ sáu trong các kỳ quan thế giới cổ đại đó là tượng thần mặt trời ở Rhodes. Tượng thần mặt trời ở Rhodes là một bức tượng vĩ đại của thần mặt trời trên đảo Rhodes, Hy Lạp, do một nhà điêu khắc Hy Lạp dựng nên trong khoảng 292 trước công nguyên cho đến 280 trước công nguyên. Riêng bức tượng đã cao hơn 34 mét. Sau 12 năm, năm 280 trước công nguyên, bức tượng vĩ đại được hoàn thành. Bức tượng chỉ tồn tại trong vòng 56 năm cho tới khi Rốt phải hứng chịu một trận động đất vào năm 224 trước công nguyên. Và kỳ quan thế giới cổ đại cuối cùng mà mình giới thiệu trong video ngày hôm nay, kỳ quan thứ bảy đó là ngọn hải đăng Alexandria. Ngọn hải đăng Alexandria được xây dựng vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên của Ai Cập thuộc Hy Lạp. Sau khi Alexander Đại Đế chết và sau 12 năm, ngọn hải đăng được hoàn tất dưới triều đại của con trai ông. Độ cao được mô tả dao động từ 303 đến 118 mét với nền vuông là 30 mét nhân với 30 mét. Ngọn hải đăng bị rạn nứt và hư hại một phần bởi một trận động đất vào năm 796 đến năm 951 sau công nguyên. Trong video ngày hôm nay, mình đã chia sẻ gửi đến các bạn khái quát rất cơ bản về 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Và trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại mà mình vừa chia sẻ thì có một kỳ quan thế giới cổ đại còn tồn tại nguyên vẹn, đó là Đại Kim Tự Tháp Giza của Hy Lạp. Có hai kỳ quan chỉ tồn tại dưới dạng phế tích và bốn kỳ quan đã hoàn toàn không còn tồn tại. Đó là tất cả những gì nội dung rất cơ bản mình gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành theo dõi của các bạn đến với kênh của mình cũng như trong video này. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của mình để đón nhận các video tiếp theo mình chia sẻ về vấn đề về địa lý, lịch sử, khoa học và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.